hôm nay tớ gánh các cậu cho tớ đi rừng trận này thắng chắc. Chọn tri nát tiến vào bùa xanh, mọi người cẩn thận lắm ta. Đi qua rừng bên bị mất bùa đỏ, cẩn thận nó gan mắt sắc nó miết. Xạ thủ hỗ trợ chuẩn bị tấn công, ăn được cái trụ rồi mình tức. Nghe nói sự kiện sắp được ra mắt 21 tháng 7. Nền Rewind Huy cái iPhone xịn luôn đó tụi mày. Cậu thấy ở đâu thì xem clip của Red Devil Gamer. 21 tháng 7 nhận quà siêu to khổng lồ, hôm đó cứ vào sẽ thấy bất ngờ. Nền Rewind Huy, nếu cậu có sẽ mua gì? Mua trang phục hay quay để thử vận may của những viên đá quý? Sẽ đổi được tướng, đổi được skin quá trời Quân Huy phải nói là cool. 21 tháng 7 đăng nhập vào game, chỉ cần một phát là nhận được luôn. Có iPhone X chơi game đã mượt, sự kiện có XS Max nữa chứ. Thêm kỹ năng hàng ngày tập luyện, mình tách đội bên vòng cơm bách thử. Đường sửa mình có tu lên support team, xạ thủ là Violet. Không cần biết đội trai hay gái, hiểu ý đồng đội đến địch đắc bét. Cậu đã có Rosie chưa? Rosie hầu gái. 21 tháng 7 chính là cơ hội để có đối nhớ chưa? Giờ cậu muốn mình đánh ma lóc hay đi tớp với Amelie Timmy thì mình cũng bet, chỉ cần đồng đội cho mình một vị trí. Nhưng thôi bây giờ mình đánh Rosie, vì trong sự kiện có trang phục đó. Rosie hầu gái cô te dễ thương, nhất định hôm đó mình sẽ có được nó. Amelie, Violet, Rinat, cả tướng ma lóc sự kiện cũng có, mình cũng thích cả tướng tu lên. 21 tháng 7 liên quân sẽ cho. 21 tháng 7 sự kiện vô đây. Liên quân tặng Quy Quân Huy, Liên quân tặng Quy Quân Huy. Còn có cả tướng, có cả trang phục thiệt đẹp, vô đi. Liên quân tặng Quy Quân Huy, Liên quân tặng Quy Quân Huy. Còn có cả tướng, có cả trang phục thiệt đẹp, vô đi. Liên quân tặng Quy Quân Huy, Liên quân tặng Quy Quân Huy. Còn có cả tướng, có cả trang phục thiệt đẹp, vô đi. Liên quân tặng Quy Quân Huy, Liên quân tặng Quy Quân Huy. Còn có cả tướng, có cả trang phục thiệt đẹp, vô đi. Liên quân tặng Quy Quân Huy, Liên quân tặng Quy Quân Huy. Còn có cả tướng, có